Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Cường Vlog. Thì hôm nay mình lại ra động nha mọi người. Hy vọng là bữa nay là ổng không mưa nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món này, đem bọc cá là chết đây. Đây mình đã nhúm lửa nha các bạn. Mình đã nhúm cái lò than đấy, bạn thấy không? Đấy. Thì đây bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món này nè mọi người. Đấy. Ôi, con cá rô biển to đùng mọi người thấy không? Đấy, mọi người thấy không? Đấy. Nó bự lắm luôn. Bự lắm bạn. Đấy. Thì mình sẽ làm cái món cá nướng nha mọi người. Cá nướng tươi nha mình. Hôm nay là tại cả nhà mình á, con mình, em mình với mẹ mình rồi chưa ai ăn cơm hết trơn á, thì mình cũng có đem theo cái nồi cơm đó bạn, để mình sẽ nướng cá này và ăn kèm với cơm. Nói chung là tổ chức bữa cơm gia đình, mời mọi người nhé. Đấy thì bạn thấy không, đây đó, lại cánh đồng xanh mơn mởn đấy. Đấy đấy bạn. Thì mẹ mình về nhà tí lấy đi lấy đồ gì đó, hồi nãy mình lấy đồ còn thiếu mọi người, cho nên mẹ về lấy rồi. Thì than mình cũng sẽ nhúm cho này kia các thứ xong xuôi rồi mình sẽ bắt lên mình nướng ngay các bạn nhé. Sau đó mời các bạn cùng ăn với gia đình mình nhé. Đấy thì, hôm qua mọi người, nói chung là hôm qua gì hai ngày kiền luôn, ổng mưa khí thế luôn bạn. Rồi cái buổi sáng ông mưa buổi sáng rồi kéo dài cho tới 2-3 giờ chiều, mà tầm giờ đó mà ra nấu gì nữa mà mọi người biết á, đất nó rất là ướt á mọi người, mưa lớn lắm luôn, đất rất là ướt nha bà. Đấy cho nên củi đồ đất là hai cái nguyên nhân đó là không thể nào để mình nhúm được cái lò để mình nướng nha bà. Đấy thì, hai ngày làm video bị giam ở nhà, rồi bữa nay thì mới được xúc chuồng bữa nha bạn. Đấy. Ra đây được ra đồng, được gặp lại mọi người mình vui lắm mọi người. Thiệt đó, mình làm ở nhà quê nhà đó. Mà nói làm sao ta, kiểu mà không gian nó chật á mọi người, nó không được thoải mái như ngoài đồng các bạn thấy không, gió đồ này kia các thứ đó bạn. Đấy thì nói chung là các bạn cũng đợi mình xíu nha, tại vì giờ này có mình là mẹ mình về lấy đồ rồi, không ai phụ mình cầm máy, cho nên các bạn đợi mình xíu nha, mình sẽ chăm sóc cái lò lửa cho xong các bạn. Đấy rồi khi mà cá bắt lên nướng mình sẽ quay lại cho bạn xem nha. Đấy bạn ơi, thì đây mình sẽ để em cá lên nha mọi người, cá mình rửa sạch nha bạn. mình nướng là nướng luôn cái dãy nha mọi người, để ăn lát á. Khi mà ăn á, thì mình sẽ lột cái dãy nó ra là nó còn phần thịt trong nha các bạn. Đấy, cái này cá rô biển nha mọi người. Đấy. Mình nướng tươi luôn, bữa nay mình không ướp nha mọi người. Mình làm nước mắm chua ngọt, nướng tươi về với ăn kèm với rau cải, đồ rau thơm các kiểu nha các bạn. Đấy, bạn thấy không? Em mấy uống nu à, to đùng rồi mọi người. Mọi người nhìn cái dĩ nó bự cỡ này mà con cá kìa. Đó, là mọi người biết nó bự cỡ nào à. Nó cái phần này nè bạn. Cái phần này là thịt không nha mọi người luôn, nó mập lắm luôn á. Đó. Đó mình quyết định mình nướng kiểu này nha mọi người, mình không có đánh dãy nó, làm dãy nó ra nha bạn, để mình lột cái phần da của nó ra bạn. Mà có cái lửa không à, hôm nay trời gió mọi người, nhúm lửa nó hơi khó mà. Nó mới vừa ấy thôi mà. Thì
chờ một tí nữa, tại vì gió mọi người dọn rau ra nó sẽ gió nó thổi nó bay tùm lum nha bà, một tí nữa mình sẽ dọn rau ra luôn nha mọi người nha. Cá rô biển đúng là cái đồ biển nha mọi người ha, đúng là cái gì mà liên quan tới biển là nó chà bá lửa luôn á chứ nó không phải vừa đâu. Mà nhìn nó đúng thật sự mọi người, cá rô biển đúng luôn á, nhìn nó có rất là nhiều nét y chang với cái rô đồng mình luôn á bạn. Mà có cái nó bự lắm. Cá này mà hả, cần nào mà câu nó ta khá nặng các bạn, ký gửi á đó. Thôi kìa, cái phần này là phái nhất phần này là mọi người. U nâu mập cá mọi người ơi, chín nha bà. Đấy mình nướng mà mình phải lột ra như này mọi người, lột cái dãy ra như vậy đó là nó mới ok nha, chứ còn mình nướng để thịt không là dính hết. Các bạn thấy không? Ừ. Gì trời. Ngồi quay đồ. À dạ, nóng các bạn ơi, nóng nóng. Dạ, nóng các bạn ơi. Nóng các bạn. Nóng vậy nha mọi người. Sụt cái này vô một cái. Ừ. Đó bạn, thấy không, thấy không? Đó. Ây da. Đó, có chín dĩa kìa. Chín lửa mà nó kêu cái gì á? Ôi nó ngon. Ôi ôi. Các bạn thấy không? Đó. Nóng lắm mà ơi. Ây da. Ôi ôi cái da gì. Ây da. Thôi mình đi. Ngon, trên đầu nó dính rồi mẹ ơi. Ồ, dưới này luôn rồi nè. Lạc quá hơn sao? Lạc quá dính hết. Không, con lạc quá để trong cái mâm nè. Ừ. Đó. Bạn thấy không? Ôi, ôi ngon. Thịt ngọt hơn. Ừ. Tuyệt vời. Xin lỗi bạn nghe, mình táp trước rồi. Con đem qua, tức là hơi mau lại qua cái mầm, xong rồi bắt đầu mới lột. Anh em qua đây đi anh. Dạ, nóng nha mọi người. Lật úp lại, ừ đó, cái xịt gà. Ơi. À, nóng lắm bạn ơi. Dạ, nóng nóng nóng. Lấy cái gấp á. Mình sẽ lột, à dạ, mình sẽ lột quần áo nó ra nghe bạn. Tuyệt vời luôn. Đừng quay, đừng quay, giòn lắm. Ăn đi con. Con gấp lẹ lên con. Mời mọi người nha.
Thấm không? Thấm không? Ừ. Ăn luôn. Ăn đi hết gấp cho nha, chấm đi chứ không chấm là lạc nhách sao ăn hả? Lát chấm cắn trong họng rồi sao chấm mọi người nha. Mình làm video này mình làm sao nhà người ta mọi người, chó sủa quá trời. Này Ngọc. Con gấp ấy, của con có đũa không gấp ấy. Mẹ mình bây giận mà không ăn rồi mà mọi người. Con cá nào không? Cơm hơi bới rồi. Ngã mình tưởng mưa không mọi người. Sợ mưa á. Mẹ mưa sâu nhiều. Mẹ. Mẹ. Tại nghe nướng xong cái mẹ ngoài vậy. Nó gấp hay cơ. Gấp ăn cá nào. Mẹ hay đấy chứ nha. Lấy miếng bự cho. Khoan để ba gấp cho Út cái. Chấm không? Chấm miếng nhẹ nha. Ừ.
Đây. Nè. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cay không? Ăn nữa không? Nghĩa hả? Điện thoại của ba điện kêu nội về con. Đi đi thiệt mọi người. Rồi ăn cơm nữa không? Ăn đậu không? Ăn cải mà. Hả? Ăn cải không? Cặp cá không? Bỏ cá vô nha. Bỏ nữa không? Ừ. Mẹ vô cơm nào. Mẹ ăn không? Hả? Cơm nào. Để bú. Nói bú. Nói bú ngay. Nào buồn ai? Hả? Chỉ coi, nào buồn ai? Con chỉ coi. Nào buồn ai? Hả? Không chấm hả? Không chấm sao ăn? Cái gì vậy? Ba cứ nha. Mà đang quay. Nghe không? Yeah.
đang quay không có nói sẵn nha. Bên nói sẵn hả? Ừ. Bên xàm đúng không? Ừ, đúng rồi. Xàm xí. Thằng xàm xí. Ăn nữa không? Ôi. Ăn cá không? Bên này hàm hí. Ừ, đúng rồi. Mời bà nha. Được. Cậu ăn nữa không? Thôi. Để dành cho mẹ đi. Rửa mẹ đi. Nghe không? Dạ. Uống đi thôi. Không ăn nhiều đâu. Rửa ngay. Chờ cho nãy. Rửa rồi. Hai. Hai. Biết đâu hả? Dẹp chén nè. Thôi video ca nướng của mình á hôm nay nó kết thúc nha mọi người. Mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn xem video thứ hai á, hãy cho mình một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha mọi người. Chắc có thể thời gian sau mình sẽ mở ốm, mình sẽ làm vài vị trí sinh tồn nha các bạn để các bạn xem. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Hẹn lại các bạn sau vào những video tiếp theo nha. Bye.